Sự kiện Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam tổ chức lần thứ hai bắt đầu khai triển từ ngày 19 tháng 4 cho đến ngày 23 tháng 4 2023 như quý vị. Giờ này đã chiều sắp tối rồi nhưng mà công trình người ta vẫn tiếp tục ăn làm như quý vị. Và họ dựng nhiều cái sạp dọc theo từ cái công trường công sạp Paris như quý vị. Đối diện với nhà thờ Đức Bà đây quý vị có thể nhìn thấy nè, người ta dựng cái rạp và cái cửa hàng sách đó để trưng bày để tổ chức cái sự kiện. Và phía bên cái nhà thờ Đức Bà người ta cũng còn có phía bên đó.
Hello. Bán gì chị? Chị bán bánh với trà. Dạ. Mua dự mình vậy không? Dạ. Bán cho em phần đi. Chị lựa cái nào cho em nghĩ là ngon được rồi. Ok, best seller cho em luôn. Dạ. Rồi. Ok. Sorry.
Con trai tới rồi. Anh tới thăm ba em này nè. Dạ hôm nay con đi, nay chủ nhật con đi dạo vòng ở Sài Gòn chơi. Xong con đi ngang đây con ghé con thăm bà luôn. Hôm qua mưa quá trời luôn chứ. Hôm qua bà đụng ở đây ha. Con nói thôi hôm qua là con ở nhà, con nó tại vì cái đó là mưa đầu mùa đó bà. Đúng rồi. Dạ. Qua mưa đã kỳ quá, xấu quá. Hôm nay đóng cái rạp à. Để con quay ngay chứ. Bán gì chưa? Bán gì? Hôm nay bán gì? Nay bán mì hả? À. Ôi con làm xấu quá. Con làm em mà. Coi. Này Lucky nè, Lucky nè. À. Dạ. Nhiêu vậy bà? 250. Nhiêu? 250. Đấy. Dạ, con đưa cho bà ha. 350. Xin phép tạm dừng và khép lại video này. Kính chúc quý cô chú anh chị các bạn sức khỏe, an lành, tràn đầy niềm vui và hạnh phúc bên gia đình. Bye bye, hẹn gặp lại đại gia đình yêu.